gái không, bây giờ gái Việt Nam mình nó không có thể à, được, thành ra xin miễn có tiền được nè, quan trọng tiền thôi à. Chứ còn không có gì hết á. Mày giờ 80 tuổi mà mày giàu mà có tiền thương cũng được nữa. Dạ. Còn con nít bây giờ nó háo thắng á, có tiền là nó yêu, nó không cần mà vừa lứa xính đôi đâu vậy á. 70-80 tuổi rồi mà nít ta 18-20 cũng nó cũng hơn. Ở đây Bùi Viện Phạm Ngũ Lão. Hôm nay chúng ta tâm sự với cụ Trần Thị Định, đã gần 90 tuổi rồi, bán cà phê ở Sài Gòn ở đường Phạm Ngũ Lão đã được 40 năm. Và cụ đã gần 90 tuổi rồi, nói được 5 thứ tiếng, rất là nổi tiếng, cũng rất là được nhiều người biết đến. Mình đang ở cuối con đường Phạm Ngũ Lão đây, cái chỗ bên hông công viên đây các bạn. Thì cái chỗ này là cái vòng xây Bến Thành đang làm nè, McDonald's của quận Nhất đây. Thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn cụ bà gần 90 tuổi, cụ Định, bán cà phê đã mấy chục năm, nổi tiếng nhất Sài Gòn rồi. Ở đây là số 2 Trần Hưng Đạo, hoặc là cuối đường Phạm Ngũ Lão. Nơi đây là cụ định mà nổi tiếng, nói bán cà phê bằng 5 thứ tiếng nước ngoài đây các bạn, được những người dân ở đây rất là thương, và cô chú ở phường ở quận cũng rất là yêu quý. Dạo này bán được cho nhiều người nước ngoài không ngoài định ha? Sai là được buổi sáng thôi. Được buổi sáng thôi. Còn nhiều người nước ngoài ghé không ngoại? Có. Người nước ngoài vậy họ ghé, họ hỏi thăm này kia nữa, họ cho tiền đồ này kia không được đấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà không có có nhiều bằng lúc trước phải không ngoại? Lúc trước lại bán hồi năm rồi đó bán được đó. Năm nay bán ấy hết rồi. Ấy thì mình cũng bán như thường mấy người nước ngoài, xin miễn mình đừng có làm gì gian dối thôi, đừng có ăn cắp ăn trộm này kia rồi nọ. Dạ. Yeah. Mình tốt mà. Rồi con cái rồi mình dạy đầy đủ rồi không có ấy. Dạ. Mà ngoài tâm sự, ngoài định tâm sự là dù buôn bán lề đường lúc nắng lúc mưa, lúc ế lúc được, nhưng mà đây là công việc lương thiện, mình buôn bán thì mình sống qua ngày được hết á, con cái mình cũng dạy nó nên người rồi, nên là ngoài cũng không có lo cho mấy, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu à. Các bạn thấy rất là đáng thương, cái khu vực này cũng rất là đông khách du lịch đi ngang. Bạn thấy đó, đang hai khách du lịch đang đi bộ nha. Buổi sáng nhiều. Mà ngoài đình lại con nghe đồn là ngoài biết thứ mấy thứ tiếng nước ngoài luôn. Tại vì ngày xưa tôi đi sửa sắc đẹp cho mấy bà đó. Dạ. Yeah. Mấy bà đầm đó, mấy ai đó. Rồi đi lại nhà sửa sắc đẹp đó thì không có sửa tiệm. Sửa đi lại nhà đó. Rồi cái người ta ấy cho mình về cái tới chừng mà giải phóng vô rồi đó thì họ mới đi về hết, rồi kéo đi về bên ấy nước rồi. Rồi khi tôi đi tôi cũng đi, tôi ở đây lại đó, tôi bán cà phê thôi, nuôi con cái, bán cà phê đó, nuôi con cái. Yeah. Rồi con cái lớn ăn học hết từ trơn rồi, đứa nào cũng thành ấy hết, thành người rồi, thành có gia đình rồi. Đứa nào có gia đình hết, chỉ có một mình cụ là giờ lưng còng rồi, chân tay teo quắp rồi, rất là già rồi, nhưng mà vẫn ngày ngày bán cà phê với bán nước ngọt, bán nước suối ở trên cái con đường Trần Hưng Đạo với lại giao nhau với Phạm Ngũ Lão đây. Một anh con trai đưa ra bán buồng đây từ 5 giờ sáng, buổi chiều là một anh nữa còn lại sẽ thay phiên ra đây chở cụ về, dọn dẹp cho cụ. Hai anh con cái thành đạt rồi, cụ kể là một anh thì làm ở nhà sách pha xa, còn một anh thì làm ở quản lý ở trường Đoàn Thị Điểm. Không phải, Nguyễn Huệ. Thì nhà ở xa đây không có ngoại định ha? Bên quận 4 á. Đường Tôn Thất Thuyết á. Đó, đây rất là nhiều khách nước ngoài. Alo, monsieur, ça va bien? Ça va bien, oui. Chắc chưa acheter? Đó. Đó, thấy không? Một du khách nước Pháp ghé uống nước khi mà khát nước bên lề đường Phạm Ngũ Lão. Cụ Trần Thị Định
gần 90 tuổi mà nói tiếng Pháp rất là chuẩn nha. Ông khách Tây cũng vừa nói sao? Ông nói là ông ở Sài Gòn tháng. Ông du lịch ở Sài Gòn tháng ha. Các bạn thấy ông cụ Trần Thị Đình dù 90 tuổi rồi nhưng mà rất là minh mẫn, khách nước ngoài nói gì cũng hiểu hết á. Đó. Đó. Đây là rất là nhiều khách du lịch nước ngoài cũng như trong nước đi ngang rất là nhiều. Nên là hồi xưa là cụ Đình bán rất là được. Cả những người mà lâu năm quay lại, vài chục năm quay lại Việt Kiều về thăm Sài Gòn cũng ghé cụ Định uống nước rồi cho tiền, có người thì tặng quà. Đó, cụ tâm sự vậy á. Nhưng mà từ hồi mà cái công trường mà vòng xoay Bến Thành làm ra đây mấy năm rồi thì cụ bán cũng không có được cho lắm, rất là ế so với lúc trước. Trên kia, trên khúc phòng của lãng kia đông khách nước ngoài hơn trên Bùi Viện á. Đâu cũng vậy à, nó trên nó cũng vậy, cũng có ra đây buổi sáng đó, đi thường xuyên luôn. Dạ. Bán này nè, bán cho khách nước ngoài không? Dạ. Mà hỏi cho mình sao mua cái ly cà phê đá, ly cà phê sữa này 40 ngàn. Ngoài chỉ bán 20 ngàn thôi, 10 ngàn chai nước thôi, nhưng mà cái quán bên cạnh ngoài nói là bán rất là mắc, 40 ngàn. Nhưng mà không muốn giờ đi đâu vì chỗ này quen rồi, mấy chục năm rồi. Và chỗ này cũng rất là đắt giá, không có dễ kiếm đâu, không có ai cho đâu. Cho mình mạnh khỏe, mình làm ăn buôn bán có ít thì ăn ít, có nhiều thì ăn nhiều, chứ đừng có ấy. Dạ. Đắt ăn trộm xấu lắm. Dạ. Tôi dạy con tôi cũng vậy, đứa nào cũng vậy. Dạ. Chỉ là bà buôn bán nhỏ như thế này thôi, trên cái lề đường này thôi, không có ngó lên ngó xuống đó, luôn hài lòng với cuộc sống của mình. Còn cái là đứa nào cũng vậy, nó làm trưởng phòng hết mà rinh từ gạch cho mẹ, dọn hàng cho mẹ vậy. Dạ. Có chữ thề không có cách lối, con cái rồi nó ra đàng hoàng ha, cho nên ai cũng nể hết trụ trơn. Dạ. Tuy là thành đạt rồi, anh vẫn về phụ ngoài Định là dọn dẹp, bưng bê, cục gạch. Một buổi sáng á, một thằng đưa ra dọn hàng ra, rồi buổi chiều thằng rước về dọn hàng vô. Dạ. Rinh từ cục gạch từ rễ này kia cái nọ. Dạ, ai cũng nể hết á. Đúng rồi. Luôn luôn cái cuộc sống của mình ha, khó thì theo khó, còn cuộc dễ thì là ăn theo dễ, chứ không có mà ăn cắp ăn trộm hay là gì hết. Là luôn hài lòng. Không, luôn hài lòng mà không có cách lối, không có chữ đụ mẹ đéo bà gì hết trụ trơn. Con cũng đứa nào cũng vậy hết, mấy chục tuổi rồi, chứ đâu phải ít đâu. Mà không biết chữ thời tiếng. Là sao ạ? À? Sao thích à? Nước ngoài sao mà thích ạ? À? Có tiền. Có tiền. Thế thấy già nữa mà nó, mấy đứa hot girl nó vẫn yêu à? Thì yêu tiền. Dạ. Yêu đô la. Dạ. Chứ có gì. Dạ. Cái ông Nam này có 1 đồng. Còn kia 1 đồng nó tới 10 đồng. Dạ. Phức tạp. Con gái không bây giờ, con gái Việt Nam mình nó không có thể được. Thành ra xin miễn có tiền được nè, quan trọng tiền thôi chứ còn không có gì hết á. Mày giờ 80 tuổi mà mày giàu mà có tiền thương cũng được nữa. Dạ. Tức là bằng tuổi ông nội ông ngoại hoặc là bằng ba thì vẫn yêu bình thường ha. Vẫn yêu bình thường. Người nước ngoài là thấy không, nó là giờ yêu nó cũng yêu luôn đó. Dạ. Xin có đô la thôi, trẻ nó ít, trẻ là nó lựa người đàng hoàng. Dạ. Còn con nít bây giờ nó háo thắng á. Là sao ạ? Là tiền không à. Có tiền là nó yêu, nó không cần mà vừa lứa xứng đôi đâu vậy. Dạ. Ở đây nhiều lắm vậy. Tôi hỏi 70-80 tuổi rồi mà nít ta 18-20 cũng nó cũng ưng. Dạ. Vì có tiền. Đó. Có tiền là bằng tuổi ông nội ông ngoại đó. Bằng tuổi ba nó bằng ưng. Đó cũng nắm tay nhẫn ôm như thế. Dạ. Ở đây nhiều rồi đó. Trẻ đẹp này kia kia nọ mà sang trọng lắm mà, nhưng mà mấy người nước ngoài đó già cũng vậy. Dạ. Cặp đáng ba mẹ cũng
lợi dụng lắm, lợi dụng tiền bạc không à, chứ còn có tình yêu gì. Dạ. Đó. Bây giờ chỉ tiền. Dạ. Lớn tuổi chừng nào cũng hay được hết. Với cỡ đáng cha đáng mẹ nó cũng đáng bà nó cũng vậy. Dạ. Đây là công viên 23 tháng 9. À, đối diện với lại khách sạn New World 5 sao đây. Và bên này đường Phạm Ngũ Lão. Thì ngay góc này là chỗ bán cà phê đã 40 năm của cụ Trần Thị Định, 90 tuổi rồi. Cụ có hai con trai và một con gái đã thành đạt, có vợ có chồng hết rồi. Và cụ có tài là có thể nói được 5 thứ tiếng tại cái điểm bán cà phê này, do quen buôn bán riết rồi quen. Nơi đây rất là nhiều khách du lịch đi ngang qua và cả những người dân nữa, thì rất là khé thích uống cà phê với lại nước. Bình dân là đường có thể ghé ngoại định, gần 90 tuổi rồi, ủng hộ ngoại. Đây. Mình nè, lưng đã còng rồi, một mình là lưng còng rồi, hai cái túi để cái gì mà nhiều quá vậy ngoại? Bỏ giấy tờ rồi kia nọ rồi tiền bạc đúng không? Thối cho khách đồ đúng không ngoại? Dạ, chân tay là người nó là nhỏ không, nhưng mà phúc hậu lắm, rất là giỏi buôn bán, không có bệnh đau, không có ngày nào hết. Cái này là nhẫn của ông ngoại hồi xưa lấy nhau rồi tặng đây hả? Có chiếc nhẫn này. Dạ. Còn mấy chiếc này không phải. Dạ, đeo cho giữ lại thôi. Đeo cho giữ. Dạ. Ai muốn mấy này khi từ khi ông mất rồi ngoại có nhớ ông nhớ ngoại không? Bây giờ nhớ cũng nhảy vậy thôi, xin miễn mình trong lòng của mình đó đừng có quên thôi chứ vậy. Dạ. Sao giờ dạ phải chịu thôi. Dạ.